Bạn đã sẵn sàng cho buổi tiệc theo phong cách Fortnite chưa? Hãy xem ngay nào! Bạn có muốn thử những ý tưởng mới lạ cùng bạn bè? Hãy xem ngay kênh mới Woohoo! Đăng ký để thưởng thức những mẹo hấp dẫn và thú vị! Hãy ấn đường link ở phần mô tả! Tôi là một mọt sách chính hiệu! Hãy đến tham dự buổi tiệc cho game thủ Fortnite! Các bạn ơi, xóa đi! Hẹn gặp mọi người! Không thể đến dự tiệc với mái tóc đơn giản này được! Hãy thử hết các kiểu tóc nào! Kiểu này hoàn hảo nhất! Chiếc mũ kẹo ngọt! Nặng đất sét thành hình tròn hơi dẹt! Y hình viên kẹo nha! Làm vài viên như vậy, chờ đất sét cứng lại nào! Dùng sơn acrylic sơn lên! Và dán chúng vào mũ. Cô nàng kẹo ngọt thật hợp với buổi tiệc. Nhanh đi chơi thôi nào. Mình cần tăng cường năng lượng cho buổi tiệc. Đây rồi, chai nước thần. Dán vài dải băng keo lên chai thủy tinh. Phát thảo hình tia chớp. Cắt bỏ phần thừa đi. Xịt một lớp sơn đen lên chai. Tháo keo ra nào. Dùng gel acrylic quét lên hình tia chớp. Cho sơn acrylic lên trên, tạo dải màu chuyển tiếp. Đổ sữa vào trong. Chỉ một vài ngụm là tràn đầy năng lượng. Mình đã sẵn sàng chinh phục thế giới. Tristy chắc hẳn có món thú vị dành cho tôi. Nhiệm vụ là phải tìm được lạc đà. Đây rồi, đồi tất lạc đà. Cắt đôi tay dài từ giấy xốp. Cắt thêm vải nỉ để làm răng. Dán tay và răng vào tất bằng keo đa dụng. Thêm đôi mắt vào. Dùng bút lông để vẽ miệng. Mũi. Và dây cương. Đôi tất này sẽ hợp với mọi trang phục. Chân mình đã muốn mang lắm rồi đây. Mình nên mặc trang phục gì ta? Đồ đâu hết rồi? Ồ, đến đây, người bạn cũ. Đây chính là đội trưởng Khách Đồ. Lấy phần đầu của gấu bông và lấy hết bông bên trong ra. Dán lại nào. Rạch một đường ở phía trên. Gấp vải màu hồng làm đôi và dán lại làm túi. Đặt vào bên trong. Dán thêm khóa kéo vào. Cắt dọc theo miệng của gấu bông. May mũi lại.
dán phần vải vào phần bông. Tạo hình đội trưởng khách đồ đang cười nào. Thêm một chiếc miệng cười màu hồng. Tô lông màu hồng. Nhớ chừa lại phần miệng và tai nha. Tháo mắt ra. Tách quả cầu nhựa này làm đôi. Dùng keo đun nóng cắt bỏ phần dư ra. Còn ngươi sẽ làm từ keo màu đen. Thêm màu hồng ở bên ngoài. Và xịt toàn bộ màu trắng vào. Gắn mắt lên thôi nào. Làm quai đeo cho ba lô bằng ri băng. Thêm một vết sẹo điển hình của khách đô từ dải vải nỉ trắng. Sơn mũi màu đen. Chiếc ba lô này đã cùng mình trải qua mọi chuyện. Giờ đã đến lúc đưa đội trưởng khách đô dự tiệc rồi. Có người canh gác ở đây. Phải mặc đúng trang phục quy định mới được vào. Đội tất lạc đà chưa đủ. Chà, vậy hãy xem chiếc mũ này nè. Vẽ hình marshmallow lên cục tẩy cũ. Cắt ra nào. Làm con dấu. Nhúng vào sơn acrylic trắng nhanh nào. Sau đó in lên một chiếc mũ màu đen. Chiếc mũ marshmallow này thật tuyệt. Chào mừng bạn đến buổi tiệc Fortnite. Chiếc ba lô đội trưởng khách đô này hoàn toàn phù hợp. Khoan nào. Chiếc mũ này chưa chứng tỏ được bạn là một game thủ. Còn món khác không? Chờ một chút. Không phải. Úp, cũng không. Đây rồi. Áo thun Fortnite. Lấy áo thun cũ. Đặt một bảng nhựa vào trong để không bị lem màu. In logo Fortnite lên giấy dán một mặt và cắt ra nào. Dán vào áo. Dùng cọ xốp sơn đều lên mặt áo. Chọn màu thật rực rỡ nha. Vẽ nhẹ sơn từ cọ lên khắp áo. Để nguyên trong 24 tiếng để sơn khô lại. Lót giấy nến và ủi áo để vết sơn không bị tróc ra. Được rồi. Chiếc áo Fortnite này hoàn toàn được vào trong. Chơi vui nha. Các bạn ơi, tuyệt quá. Nhưng âm nhạc bị sao thế kia? Này, DJ bị gì vậy? Ủa không, cần phải lưu bản nhạc này lại ngay. Bàn phím đa sắc này sẽ giúp cho mình. Cẩn thận gỡ hết phím từ bàn phím cũ ra. Sơn màu acrylic lên. Nhớ sơn theo bảng màu Fortnite nha. Gắn phím vào lại. Dùng cọ đầu nhỏ để vẽ các phím điều hướng. Yay, tuyệt hơn nhiều rồi nè. Buổi tiệc được tiếp diễn. Hãy nhảy thâu đêm suốt sáng đi nào. Ơ, tai của chúng ta. Tiếng gì khó chịu thế? Nó phát ra từ con chuột phiền phức này. Nhưng mình đã có tấm lót chuột kỳ lân rồi. Cắt từng phần của kỳ lân Fortnite từ giấy xốp nhiều màu. Đầu, bơm, sưng và một vài dải màu rực rỡ.
dùng keo đa dụng để gắn các phần vào nhau. Vẽ dây cương bằng sơn acrylic. Thêm mắt to tròn. Tấm lốc chuột kỳ lân đã xong. Giờ thì nó sẽ không kêu nữa đâu. Nhảy đi nào. Bạn có thích những món phụ kiện cho fan của Fortnite không? Hãy cho chúng mình biết bạn sẽ làm món nào để dự tiệc nha. Và đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video game mới hấp dẫn đến từ kênh Trôm Trôm.